trái ngược với mọi đồn đoán về sự suy yếu của Chile ở giải đấu năm nay. Đương kim vô địch Copa America đã vùi dập Nhật Bản 4 bàn cách biệt ngay ở trận ra quân. Chiến thắng kể trên đang khiến các cầu thủ Chile trở nên vô cùng phấn khích. Và ở trận đấu tiếp theo gặp Ecuador, mục tiêu 3 điểm hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò Reinaldo Rueda. Thực tế ngay ở trận mở màn, năng lực yếu kém của Ecuador đã nhanh chóng bị phơi bày sau thất bại 0-4 trước Uruguay. Nếu tính cả loạt trận giao hữu trước đó, đoàn quân dưới quyền huấn luyện viên Hernán Dario Gómez trải qua 5 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Nhận định kèo hiệp 1 Ecuador với Chile, dù có những kết quả khá thất thường thời gian qua trước khi bước vào Copa America nhưng có một điểm đáng lưu ý khi Chile là đội bóng thường chơi khá tốt trong hiệp 1. Tính cả trận đấu với Nhật Bản vừa qua thì 4 trên 5 trận gần nhất các nhà đương kim vô địch Copa America đều có bàn thắng trước giờ giải lao. Bên kia chiến tuyến, trận thua Uruguay cũng đã là trận đấu 3 trong 4 trận gần nhất Ecuador để thủng lưới ngay trong hiệp đấu thứ nhất. Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại vòng loại World Cup 2018 vào năm 2017, Chile thắng 2-1 và dẫn trước 1-0 trong hiệp 1. Đó rất có thể sẽ lại là kịch bản của hiệp 1 trận đấu này. Với kèo hiệp 1 Chile chấp 1/4 và tài trên xỉu 3/4, chọn Chile và tài, người chơi có nhiều cơ hội chiến thắng. Dự đoán kèo tỷ số hiệp 1, Ecuador với Chile, 0-1. Nhận định kèo hiệp 2 Ecuador với Chile, nếu có một hy vọng nào đó thực sự rõ ràng cho Ecuador trước Chile ở trận đấu này thì đó có thể là hy vọng có bàn thắng. Bởi Chile dù vẫn là một đội bóng mạnh trong tấn công nhưng khả năng phòng ngự không phải là xuất sắc và trận thắng 4-0 trước Nhật Bản vừa qua có thể chỉ là một hiện tượng mang tính nhất thời. 5 trận giao hữu chuẩn bị cho Copa America, Chile trận nào cũng để thủng lưới ít nhất một lần. Thống kê cũng chỉ ra 5 trên 6 lần đối đầu nhất nhất giữa Ecuador và Chile, Ecuador đều ghi được bàn thắng và cũng 5 trên 6 trận kể trên có số bàn thắng nhiều hơn 2 bàn. Vậy nên dù Chile được đánh giá cao hơn thời điểm này nhưng nhiều khả năng đây cũng sẽ là trận đấu không mấy dễ dàng cho các nhà đương kim vô địch, ít nhất là so với trận ra quân gặp Nhật Bản. Với kèo trận này Chile chấp 1/2 và tài trên xỉu 2/2/5, chọn Chile và tài, người chơi có nhiều cơ hội thắng kèo. Dự đoán kèo tỷ số full time, Ecuador với Chile, 1-2. Dự đoán kèo châu Á full time, Chile. Dự đoán kèo tài xỉu full time, tài.